Kính chào quý thầy và quý đồng nghiệp đã đang tham dự cái hội thảo ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên tôi cũng xin phép được cảm ơn thầy bác sĩ Phan Thanh Hải vì thầy luôn luôn là người dẫn đường để đưa những cái công nghệ mới tiên tiến về giúp đỡ cho những người bệnh nhân Việt Nam của chúng ta. Và thầy luôn luôn hỗ trợ cho các cái chương trình về học tập và đào tạo, đặc biệt nhất là về siêu âm. Và tiếp theo thì tôi xin cảm ơn công ty Việt Tiến đã tổ chức cái hội thảo ngày hôm nay. Thì chủ đề của ngày hôm nay là chúng ta nói về siêu âm phổi. Chúng ta có hai cái chủ đề chính. Thứ nhất là chúng ta sẽ nói về đại cương của siêu âm phổi. Và tiếp theo thì cái phần thứ hai là chúng ta sẽ nói về cập nhật cái vai trò của siêu âm phổi trong chẩn đoán bệnh COVID-19. Thì tôi xin phép bắt đầu cái phần đầu tiên. Về đại cương siêu âm phổi thì chúng ta nhìn thấy những cái hình ảnh ở đây, chúng ta thấy những cái điều rất quen thuộc. Ví dụ như đây là một cái hình ảnh tràn dịch màng phổi. Đây là tổn thương của viêm phổi thùy đông đặc phổi hay là một cái khối ung thư phổi. Và chúng ta thấy rằng là siêu âm phổi nó không phải giống như thầy đã nói ban đầu đó, không khí là kẻ thù của siêu âm. Tuy nhiên chúng ta tận dụng được những cái hình ảnh và chúng ta cũng đưa đến chẩn đoán. Đối với những cái tổn thương đặc như thế này nè, thì cái điều kiện mà để chúng ta có thể thấy được nó bằng siêu âm là nó phải liên tục với cái thành ngực. Vì sóng âm khi mà gặp không khí thì nó sẽ tạo ra những ảnh giả. Những cái tổn thương liên tục với thành ngực thì chúng ta sẽ phát hiện được, và khi mà phát hiện thì chúng ta có thể mô tả được rất nhiều tính chất ở trong đó để chúng ta đưa ra chẩn đoán. Còn với những cái tổn thương mà nó cách xa thành ngực bởi một lớp lớp khí á, thì chúng ta có thể không thấy được. Vì vậy phải nói là siêu âm phổi khi mà chúng ta thấy được hình ảnh thì là xác nhận có bệnh và chẩn đoán rất là tốt. Còn trường hợp mà chúng ta không thấy được thì cũng chưa chắc là nó không có bệnh, cho nên chúng ta lưu ý cái điều đó. Thì trong suốt lịch sử hơn 20 năm rồi, người ta đã biết tới và đã tận dụng siêu âm phổi. Người ta có những cái nghiên cứu để người ta thấy được là siêu âm phổi cái độ nhạy và độ đặc hiệu rất là tốt trong chẩn đoán một số cái bệnh, ví dụ như tràn dịch màng phổi hay là đông đặc phế nang hay là hội chứng mô kẽ và tràn khí màng phổi, thậm chí là tràn khí lượng rất ít, người ta cũng có thể chẩn đoán được với cái độ nhạy và độ đặc hiệu rất là cao như thế này. Trước đây thì ở như Việt Nam chúng ta biết tới siêu âm phổi cũng có dùng nhưng mà nhắc tới thì ít, ở trên thế giới cũng vậy. Nhưng mà kể từ khi có dịch COVID-19 thì cái siêu âm phổi được nhắc đến rất nhiều và càng lúc thì càng có rất nhiều cái báo cáo nghiên cứu quốc tế mà chúng ta có thể tham khảo được. Chẳng hạn như cái báo cáo này vào khoảng những giai đoạn đầu của dịch COVID-19 đó, thì các tác giả Trung Quốc người ta đã ghi nhận được cái giá trị của cái siêu âm phổi nó gần gần như là CT và nó vượt hơn so với lại cái X quang quy ước. Và người ta dựa vào những cái đặc điểm ví dụ như là tổn thương của màng phổi, dấu B-line, tổn thương đông đặc phổi hoặc là khi mà xuất hiện cái dấu hiệu A-line trong cái giai đoạn hồi phục của bệnh và cái tràn dịch màng phổi thì lượng rất ít. Những cái vấn đề này chúng ta sẽ phân tích sâu ở phần sau. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái cụ thể về khi làm một cái siêu âm phổi thì chúng ta cần có những cái lưu ý về kỹ thuật. Về đầu dò thì chúng ta có thể dùng nhiều loại đầu dò, convex, linear hay là đầu dò xách to, chúng ta cũng có đều khảo sát được cái siêu âm phổi cả. Và tư thế bệnh nhân thì bệnh nhân ngồi thì thuận lợi hơn để chúng ta khám ở phần lưng. Tuy nhiên những bệnh nhân nặng nằm ICU á, thì bệnh nhân không ngồi được thì chúng ta cũng có thể cho nghiêng nhẹ để cố gắng đưa đầu dò về phía sau để khám phần phổi ở phía sau. Đó, để chúng ta khám được đầy đủ hơn. Về mặt cắt và cửa sổ thì chúng ta dùng cái cửa sổ liên sườn. Chúng ta biết rằng là cái xương sườn là nó cản âm cho nên chúng ta dùng cái khoang khoang gian sườn để chúng ta xuyên cho sóng âm đi qua cái khoang gian sườn và khảo sát được cái phổi ở bên trong. Về tần số thì tùy theo cái loại đầu dò, ví dụ như chúng ta dùng convex thì chúng ta nên dùng cái đầu dò cái tần số cao nhất có thể của nó để chúng ta có độ phân giải tốt hơn để chúng ta xem cái màng phổi. Còn linear thì bản chất nó độ phân giải nó đã cao rồi, tần số nó cao, phân giải cao rồi thì chúng ta có thể dùng những cái tần số thông thường như 7,5 MHz tới 12 MHz là đủ để chẩn đoán. Còn về cái thiết bị, chúng ta bàn về thiết bị, chúng ta biết rằng những cái máy siêu âm ngày xưa thì nó to như thế này, gồm có đầy đủ hết các thứ, chúng ta vẫn có thể dùng được siêu âm phổi. Các bạn biết rằng là siêu âm phổi nó không đòi hỏi cái thiết bị cao cấp, những cái thiết bị thông thường mà chúng ta là khám hàng ngày, khám bệnh hàng ngày là chúng ta có thể dùng để khám siêu âm phổi. Đặc biệt là công nghệ nó phát triển thì đưa ra được những cái máy siêu âm mà chúng ta thấy là nhỏ gọn như thế này, chẳng hạn như cái máy Cosmos chúng ta vừa có đây, thì chúng ta thấy rằng cái máy này nó chỉ có là một cái máy tính bảng nối với một cái đầu dò thôi, là
là có thể khám được tim, khám được phổi và khám được ổ bụng. Đây là một số cái công nghệ khác nữa. Đây là những cái máy nhỏ gọn, gồm cái đầu dò và cái màn hình nhỏ như thế này, giống như một cái điện thoại, bằng điện thoại iPhone thôi. Hoặc giả là cái hình như thế này, để chúng ta hỗ trợ khám từ xa. Chúng ta có thể vừa có hình siêu âm, vừa quay được cái hình thao tác đây, trong một cái máy. Thậm chí là hiện tại bây giờ chúng ta có rất nhiều loại máy siêu âm, gồm có một cái máy tính bảng và một cái đầu dò không dây như thế này, và nó kết hợp với nhau qua wifi do cái máy phát ra. Và những cái đầu dò như thế này nè là rất thuận lợi, phù hợp để chúng ta khám cái siêu âm kiểu PhonoCare và khám bệnh nhân COVID. Thì đầu dò này nó rất là cơ động và chúng ta dễ dàng vệ sinh, chúng ta tránh cái lây nhiễm chéo. Về các mặt cắt đó, thì chúng ta lưu ý thế này, chúng ta có thể dùng cả mặt cắt dọc và cắt ngang. Khi đầu dò cắt dọc như thế này có nghĩa là cắt ngang cái xương sườn, cho nên chúng ta thấy cái hình siêu âm như thế này nè. Bên này là cái xương sườn và cái bóng cản của xương sườn. Bên này cũng vậy. Ở giữa là cái khoang gian sườn và chúng ta sóng âm nó đi qua được và chúng ta thấy được cái hình ảnh bên dưới này. Đó là mặt cắt dọc. Còn mặt cắt ngang tức là cắt dọc theo cái kẻ sườn và chúng ta sẽ thấy hình ảnh nó rộng hơn, và như vậy thì chúng ta có thể so sánh được ở chỗ này tổn thương với chỗ kia không có tổn thương. Thì mặt cắt này cho chúng ta nhìn toàn cảnh tốt hơn. Về cái độ sâu khảo sát thì chúng ta xem cái hình như bên này, chúng ta thấy cái hình này á thì cái độ sâu của nó tới 13 cm. Bạn sẽ thấy là cái màng phổi nó gần gần đầu dò thế này nè, cái hình nó sẽ nhỏ. Cho nên nếu chúng ta dùng cái như thế này thì chúng ta xem được cái hình ảnh bên dưới, nhưng mà cái cấu trúc màng phổi chúng ta xem không được rõ. Cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta nên dùng cái độ sâu vừa phải. Ví dụ như cái hình này chúng ta có độ sâu 7 cm, chúng ta thấy rõ màng phổi hơn và chúng ta thấy được cấu trúc ở bên dưới. Còn cái hình này thì cái độ sâu nó quá ngắn, tức là có 4 cm thôi. Thì chúng ta thấy cái màng phổi so với cái mặt đầu dò và cái khoảng xa này coi như nó trung điểm. Vì vậy mà với cái độ sâu quá ít như thế này thì nó không đủ để chúng ta thấy được những cái A-line một cách đầy đủ. Cho nên là tôi nghĩ là chúng ta nên đặt ở độ sâu khoảng 6 tới 10 cm là tốt. Tiếp theo là chúng ta sẽ nói về một số cái hình ảnh siêu âm phổi và màng phổi. Ở đây thì chúng ta sẽ xem những cái màng phổi, những cái tổn hình ảnh nó bình thường như thế nào, rồi khi bất thường thì nó như thế nào. Và trong bất thường thì chúng ta có bất thường mức độ nhẹ, bất thường mức độ nặng. Chẳng hạn như trong các hình ảnh này, chúng ta sẽ lướt qua ở những phần sau. Ví dụ như hình ảnh soi gương qua vòm hành đây. Chúng ta thấy ở đây trên hình chúng ta có một cái hình ảnh siêu âm gan, là cái mà chúng ta rất là thường thấy. Trên hình này thì các bạn thấy là đây là vòm hành và đây là hình ảnh soi gương qua vòm hành, cho nên thậm chí cái nang hay là cái mạch máu nó cũng soi gương cả. Và khi siêu âm bụng mà chúng ta nhìn lên cái phía phổi mà chúng ta thấy được hình ảnh này, chúng ta biết rằng như vậy là bình thường. Nếu như mà mất cái hình ảnh soi gương này có nghĩa là có bất thường ở vùng đáy phổi sát cái vòm hành, ví dụ như tràn dịch màng phổi, hoặc là chúng ta có thể thấy được cái dấu hiệu B-line chẳng hạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ diễn tả những cái hình ảnh này rất quan trọng, vì những hình ảnh này chút nữa chúng ta sẽ ứng dụng để chẩn đoán cái tổn thương phổi cho COVID. Chúng ta nói về cái đường màng phổi, chúng ta thấy đường màng phổi là như thế này và bên dưới này là phổi. Thì trên siêu âm á, chúng ta biết rằng là cái sóng âm nó truyền trong cái mô mềm của cơ thể á, tốc độ của nó rất nhanh, đây khoảng chừng 1.540 m/giây. Nhưng mà đối với phổi á, thì cái tỷ trọng nó khác, cho nên khi mà sóng âm nó đi vào tới một cái chỗ mà ranh giới giữa hai cái nơi mà tỷ trọng nó khác nhau hoàn toàn như thế này, thì nó sẽ tạo thành cái phản âm rất mạnh và chúng ta có cái đường màng phổi hiện lên rất rõ ở chỗ này. Và khi làm siêu âm phổi chúng ta rất quan tâm cái đường màng phổi, vì vậy mà cái điểm focus đó, các bạn sẽ đặt ở vị trí ngang cái mức đường màng phổi là chúng ta khảo sát được tốt. Và chính vì cái đường màng phổi này có phản âm rất mạnh như thế này, cho nên nó sẽ tạo ra được một cái hình ảnh khác nữa, nó gọi là A-line, chút nữa chúng ta sẽ nói sau. Thì cái đường màng phổi bình thường chúng ta thấy là nó mảnh mai và nó trơn láng như thế này, phản âm tăng. Nhưng mà khi nó có tổn thương, ví dụ như trong COVID, thì cái màng phổi này nó sẽ bị, các bạn thấy là nó có những cái điểm ấn lõm màu đen như thế này nè, tức là màng phổi nó bị tổn thương. Và hình này thì rõ hơn, tức là màng phổi nó dày lên và có những chỗ không liên tục, mất liên tục đường màng phổi. Đây là những tổn thương nặng hơn của cái màng phổi. Tiếp theo chúng ta nói tới cái hình ảnh A-line. A-line gọi là reverberation, tức là cái ảnh giả, cái phản âm dội lại nhiều lần.
Tức là có nghĩa là khi mà sóng âm nó đi vào cơ thể, chạm vào cái đường màng phổi thì phản âm nó dội về đầu giò một lượng rất lớn, và sau đó cái phản âm từ đầu giò nó trở lại đường màng phổi rồi nó trở lại gì lần nữa, cho nên á, máy siêu âm sẽ ghi nhận là một một thêm một đường nữa, cái khoảng cách là gấp đôi, và cái việc đó tiếp tục thực hiện như vậy thì nó ra đường thứ ba. Như vậy thì ta thấy cái đường thứ nhất là đường màng phổi, thứ hai là cái đường ảnh giả này, và tiếp theo cũng đường ảnh giả này, những cái đường có khoảng cách đều nhau như thế này, cái đường này người ta gọi là A-line. Và khi siêu âm chúng ta thấy có cái đường này thì chúng ta xem cái phổi này là bình thường, và cái đường A-line đôi khi người ta diễn tả là cái hình của con dơi đang bay đó, gọi là bát-sai đây. Tiếp theo thì chúng ta nói tới cái dấu trượt màng phổi, đây cũng là một cái dấu hiệu để cho thấy cái phổi bình thường. Khi mà chúng ta làm siêu âm phổi chúng ta thấy cái hình ảnh vận động ở bên dưới cái màng phổi nó trượt đi trượt lại theo nhịp thở, thì cái dấu hiệu này gọi là dấu hiệu trượt màng phổi. Đây cái dấu hiệu trượt màng phổi, và chúng ta nhìn cho quen và chúng ta biết được khi mà có dấu hiệu này có nghĩa là cái phổi ở vị trí này coi như là bình thường. Và tiếp theo là chúng ta nói về cái hình ảnh B-line, và cái dấu hiệu này là đặc biệt quan trọng mà chúng ta phải quan tâm nhiều để chẩn đoán cái tổn thương mô kẽ phổi trong cái bệnh mà viêm phổi virus. Thì cái B-line này làm sao để hình thành cái B-line, chúng ta phải xem đầu tiên là cái phổi bình thường chúng ta có những cái phế nang, những cái phế nang liên tục với nhau, và khoảng giữa nó là cái mô kẽ. Thì thông thường cái lượng khí rất nhiều, cái tỷ trọng của nó là thấp, và chúng ta chỉ thấy những cái ảnh giả bên dưới thôi. Và khi mà có tổn thương cái mô kẽ nó xảy ra, tổn thương mô kẽ thì mô kẽ nó dày lên, thì chính cái khoảng cách mô kẽ này nó làm cho cái cửa sổ để sóng âm nó đi xuyên qua được, và khi sóng âm nó xuyên qua được cái vị trí đó thì nó tạo thành cái hình ảnh giả bên dưới, là người ta gọi là ảnh giả đuôi sao chổi đó. Thì nó hình ảnh đó nó có nghĩa là gọi là B-line. Vậy thì vì sao mà cái mô kẽ nó dày lên? Mô kẽ nó dày lên thì có thể là do nó phù, chẳng hạn như trong phù phổi do suy tim chẳng hạn, hoặc giả là nó bị thấm nhập những cái tế bào viêm trong cái bệnh viêm phổi do virus, nó sẽ làm cho cái mô kẽ nó dày lên và nó tăng tỷ trọng lên. Và trên hình ảnh siêu âm thì chúng ta thấy B-line là nó như thế này. B-line là cái hình ảnh mà tăng âm, nó bắt đầu từ cái màng phổi và nó đi xuống phía xa tới cuối màn hình, những cái đường như thế này gọi là B-line. Vậy thì trên cái hình này chúng ta thấy nó có hai loại hình ảnh. Thứ nhất là đường A-line, là những cái đường ngang song song đây, khoảng cách đều nhau tính từ cái từ tới màng phổi. Còn B-line ở chỗ có B-line thì nó sẽ xóa mất cái A-line này và nó thay bằng cái hình ảnh như thế này. Giống như là chúng ta cầm một cái đèn mà chúng ta rọi lên thì thấy ở cái góc là nó nhỏ, ở phía xa thì nó to như thế này. Như thế này gọi là B-line. Người ta so sánh những cái tổn thương phổi trên siêu âm so với CT thì người ta thấy có sự tương đồng rất là lớn hơn là so với X quang. Chúng ta biết rằng là X quang mà tư thế thẳng thì nó sẽ có hiện tượng chồng ảnh, và cái tổn thương phía trước và phía sau chúng ta phân biệt không rõ. Còn CT là giải phẫu theo mặt cắt cho nên chúng ta xem rõ được từng vị trí của tổn thương. Và siêu âm thì cũng vậy. Tôi lấy ví dụ như vị trí này là tổn thương phổi rất là ít, cho nên trên hình ảnh siêu âm chúng ta có thấy một vài cái B-line nhỏ đơn độc như thế này. Còn những chỗ mà tổn thương nhiều thì B-line nó hợp nhất. Dấu hiệu này người ta gọi là light beam. Và dấu hiệu này rất quan trọng trong chẩn đoán cái COVID-19. Tương tự những vị trí khác cũng vậy. Những cái tổn thương nhiều chúng ta thấy một dải liên tục như thế này, những tổn thương B-line cho thấy là tổn thương phế nang và mô kẽ. Thì cái dấu hiệu mà tôi vừa nhắc đó là light beam. Như vậy thì chúng ta phân biệt như thế này. Khi mà xuất hiện cái B-line, những cái đường đơn độc nhỏ như thế này và khoảng cách xa với nhau thì tức là tổn thương chỉ ở mức tổn thương mô kẽ, tức là mức độ nhẹ. Và khi những cái B-line này nó hợp nhất lại với nhau, nó thành một cái dải lớn như thế này, có nghĩa là tổn thương có cả phế nang và cả mô kẽ, cho nên nó tạo ra cái hình ảnh này và gọi là light beam. Đây là một cái hình ảnh của light beam. Đấy, chúng ta xem lại cái hình ảnh live beam chúng ta thấy được như thế này. Ở trên hình này thì các khoang gian sườn đều thấy hình ảnh B-line liên tục với nhau. Và nếu như mà toàn bộ cái phổi ở một vùng lớn mà có dấu hiệu như vậy thì người ta còn có khái niệm nữa nó gọi là phổi trắng. Đó là một số cái hình ảnh đặc biệt quan trọng mà chúng ta quan tâm để giúp chẩn đoán các cái bệnh lý viêm phổi mô kẽ. Bây giờ chúng ta lược qua một vài cái bệnh lý thường gặp ở siêu âm phổi. À, trước tiên thì chúng ta nói về siêu âm phổi thì cái lợi thế rất lớn là tràn dịch màng phổi. Chúng ta xem này,
Trong tràng dịch thì siêu âm có khả năng phát hiện được cái lượng dịch rất là nhỏ hơn so với lại X-quang, và những cái khi mà phát hiện được dịch thì chúng ta cũng tiến hành phân biệt dịch thấm và dịch tiết. Và chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta thấy dịch thuần nhất hoàn toàn á, thì có khả năng là dịch thấm nhưng mà cũng khả năng là dịch tiết. Nhưng mà nếu chúng ta có phát hiện những cái hồi âm hay là vách sợi bên trong đó thì chúng ta cái dịch đó chắc chắn là dịch tiết, để chúng ta hướng tới những cái chẩn đoán nguyên nhân. Tôi trình bày một cái trường hợp lâm sàng mà của một bác sĩ phát hiện ở Medic ở một bệnh nhân sau khi nhiễm COVID. Thì sau khi nhiễm COVID được hết thời hạn cách ly tập trung 14 ngày thì bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ho và đau ngực và đến khám. Thì khi mà khám thì ngoài những cái vấn đề khác thì tôi đang quan tâm vấn đề là tràn dịch màng phổi. Bệnh nhân này thì tràn dịch màng phổi rất nhiều và có những cái vách sợi giống như cái hình mà chúng ta vừa xem ở bên trên đó. Thì cái phổi thì nó sẽ teo lại như thế này. Phổi nó xẹp lại như thế này, dịch rất lớn. Thì sau sau cùng thì cái chẩn đoán của dịch màng phổi, nguyên nhân của nó là do lao của màng phổi. Như vậy thì đưa trường hợp này để các bạn lưu ý là chúng ta đang trong tâm trạng chẩn đoán những bệnh nhân COVID. Chúng ta tất cả những tổn thương phổi chúng ta hướng về nó, chúng ta sẽ dễ bị mắc sai lầm. Vì tổn thương phổi do COVID á, thì hiếm khi mới có tràn dịch màng phổi, và nếu có thì dịch lượng rất ít. Cho nên khi mà chúng ta thấy dịch lượng nhiều thì chúng ta nên tìm cái nguyên nhân khác. Đó là một cái nhiều nhiều báo cáo đã chứng minh cái điều đó. Về tràn khí màng phổi thì chúng ta xem qua hình ảnh chúng ta có thể chẩn đoán được bằng cái dấu hiệu bằng siêu âm 2D hoặc là bằng siêu âm TM1. Trên siêu âm 2D thì các bạn thấy là bình thường thì chúng ta thấy dấu trượt màng phổi, còn trong trường hợp bệnh nhân mà tràn khí màng phổi chúng ta thấy là có cái vận động theo nhịp thở của toàn bộ lồng ngực chứ không có thấy sự trượt của màng phổi ở bên dưới giống như cái hình chúng ta xem bên trên. Và đây là cái hình ảnh mà chúng ta thấy cái chỗ ráp giới ráp giữa cái chỗ có tràn khí và không tràn khí, các bạn thấy là chỗ không tràn khí thì thấy có trượt màng phổi, còn chỗ có tràn khí thì không có dấu trượt. Và chúng ta thấy cái điểm tiếp xúc này gọi là điểm phổi. Cái điểm phổi đó là chúng ta dùng để chẩn đoán cái mức độ tràn khí màng phổi nặng nhẹ hay vừa đó. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái vấn đề đó sau. Còn dựa vào cái TM1 thì chúng ta biết rằng cái phổi bình thường á thì chúng ta dùng cái TM1 chúng ta thấy cái dấu hình ảnh như thế này nè, gọi là dấu hiệu biển bờ là cái dấu hiệu bên trong này nó thể hiện cái hoạt động của phổi. Khi có tràn khí màng phổi á, thì cái dấu hiệu này không thấy được nữa mà chúng ta thấy được cái hình ảnh cái sọc giống như ở bên ngoài thành ngực thôi. Dấu hiệu này gọi là dấu hiệu barcode. Như vậy thì đây là cái điểm phổi, tức là điểm ráp danh giữa cái chỗ mà có tràn khí và không tràn khí, nó sẽ ra cái hình ảnh như thế này. Tiếp theo thì chúng ta nói về tổn thương đặt ở phổi thì tôi sẽ nói nhanh qua phần này. Nhưng mà chúng ta lưu ý là về tổn thương đặt thì cái viêm phổi thùy là cái chẩn đoán mà chúng ta rất thường gặp. Khi mà có viêm phổi thùy thì trên siêu âm phổi nó thể hiện ra một cái hình ảnh gọi là gan hóa phổi, gọi là gan hóa phổi. Và cái hình ảnh này nó tổn thương là từ trung tâm đi ra ngoài ngoại vi, và nó tổn thương cả một phân thùy rộng lớn như thế này. Bên trong nó chúng ta có thể thấy khí phế quản và cái cây mạch máu rất là rõ ràng. Chúng ta cần phân biệt rõ với cái tổn thương đông đặc phổi do COVID thì các bạn thấy đa phần là cái tổn thương người ta mô tả là một cái vùng đông đặc giảm âm như thế này, cũng có khí phế quản nhưng mà nó không có đi vào sâu trung tâm cả một cái phân thùy giống như cái viêm phổi thùy như thế này. Chúng ta thấy tổn thương đông đặc phổi do virus nó như thế này. Còn đây là hình ảnh xẹp phổi và đây là xẹp phổi do u. Cái tình huống này là tình huống rất là khó khăn trong chẩn đoán. Chúng ta thấy xẹp phổi mà không có tràn dịch màng phổi lượng nhiều thì chúng ta phải nghi ngờ có nguyên nhân gì đó bên trong gây tắc nghẽn. Và đây là một cái khối u của ung thư phế quản. Chúng ta thấy là cái khối này nó có đặc điểm đặc biệt là cái động mạch mạch máu nuôi đó, thường là động mạch phế quản trung tâm nó ra cái dạng phổ kháng lực thấp như thế này. Nó khác với cái phổ động mạch của xẹp phổi hoặc là viêm phổi thùy á, là phổ động mạch phổi, tức là phổ ba pha kháng lực cao. Đó là cũng là một cách để chúng ta chẩn đoán phân biệt. Chúng ta trở lại cái hội chứng phế nang mô kẽ là cái hội chứng mà chúng ta dùng trong chẩn đoán COVID. Thì trên hội chứng phế nang mô kẽ thì các bạn thấy là chủ yếu là dựa vào cái chẩn đoán dựa vào hình ảnh B-line. Thì người ta thấy là ở cái phổi bình thường đó có thể có một hai cái sảo ảnh B-line giống như thế này. Cái hình ảnh B-line mà chúng ta nhấn mạnh khi nãy, bình thường có một hai cái là bình thường. Khi mà có từ ba cái hình ảnh B-line trên một mặt cắt trở lên đó, thì chúng ta
nghi ngờ là có tổn thương của một kẻ phổi. Và từ mức độ từ nhẹ, trung bình tới nặng, thì nhẹ nhất là bilai mà nhỏ khu trú. À, nặng hơn một chút là dấu hiệu lai phim, tức là dấu hiệu hợp nhất của các bilai lại nhau. Và nặng hơn nữa là dấu hiệu phổi trắng. Chúng ta xem một cái trường hợp viêm phổi virus mà trước đây chúng ta chẩn đoán như thế này. Ở phía dưới phổi, vùng phổi dưới tổn thương nhiều hơn. Và khi chúng ta đặt đầu dò vào, chúng ta thấy toàn bộ cái phổi nó trắng lên như thế này là do các bilai nó hợp nhất lại với nhau, tức là có tổn thương phế nang và mô kẽ liền với nhau. Đây hình ảnh đặc trưng của phổi trắng này. Còn ở vùng trên thì tổn thương ít hơn, chúng ta có những cái bilai đơn độc và những cái vùng gọi là lipim. Cái dấu hiệu bilai nó không chỉ có riêng ở trong cái bệnh lý viêm phổi mô kẽ mà nó có thể xảy ra trong cái tình huống là phù phổi và sơ phổi. Tình huống sơ phổi thì đây là một cái tình huống bệnh mãn tính rồi, chúng ta cần phân biệt nhất là giữa cái hội chứng viêm phổi mô kẽ và cái phù phổi cấp. Thì người ta cũng có đưa ra những cái phân biệt trong cái phù phổi cấp mà do tiêm đó, thì chúng ta biết rằng là có thể thấy được tràn dịch màng phổi nhiều, có thể thấy bilai nhiều, nhưng mà cái màng phổi thì rất là mảnh và không có hình ảnh tổn thương màng phổi. Màng phổi mảnh và liên tục. Còn trong trường hợp mà viêm phổi mô kẽ do virus đó, thì chúng ta thấy rằng là cái bilai nó có bilai là giống nhau rồi, bây giờ nó lại thêm có tổn thương dày màng phổi và tổn thương đông đặc dưới màng phổi như thế này, hoặc là đông đặc lan rộng như thế này. Chúng ta thấy đây là hai cái cách mà chúng ta để phân biệt giữa cái hình ảnh bilai của bệnh tim hay là viêm phổi mô kẽ do virus. À, chúng ta nói nhanh như vậy để kết luận lại cái vấn đề đại cương của siêu âm phổi, thì chúng ta biết rằng là đã biết được từ lâu và đã ứng dụng trong cái chẩn đoán bệnh lý hàng ngày của phổi, và đặc biệt là siêu âm chẩn đoán tràn dịch màng phổi thì cái lợi thế rất là lớn, có thể là hướng tới chẩn đoán nguyên nhân và hướng để chọc dò màng phổi để chẩn đoán. Và ngoài ra thì siêu âm phổi trước đây, trước dịch Covid, người ta cũng đã xác nhận được rằng nó rất hữu ích để dùng trong chẩn đoán những cái tổn thương phổi trong ICU, và cái đó cũng có đã nhiều sách vở để chứng minh điều đó. Và chúng ta sẽ dừng cái phần đại cương ở đây, để tiếp theo là chúng ta sẽ nói về siêu âm, vai trò của siêu âm phổi trong chẩn đoán COVID-19. Tiếp theo thì chúng ta nói là cập nhật những cái vai trò của siêu âm phổi trong chẩn đoán COVID-19. Thì trong phần này thì tôi chia ra thành 3 phần để chúng ta bàn luận cho nó dễ dàng. Thứ nhất là chúng ta nói về cái vai trò của siêu âm phổi trong phát hiện tổn thương phổi. Thứ hai là chúng ta nói về cái cách tính điểm phổi và từ đó chúng ta chẩn đoán mức độ nặng và tiên lượng. Và thứ ba thì chúng ta sẽ bàn về những cái tiềm năng của siêu âm phổi trong việc theo dõi diễn tiến bệnh, hoặc là đánh giá cái tổn thương phổi hậu COVID. Chúng ta sẽ chia ra 3 phần như vậy. Thì trước tiên thì tôi nói về cái việc mà phát hiện tổn thương phổi của bệnh nhân COVID-19. À, chúng ta xem qua một cái báo cáo nghiên cứu về cái độ chính xác của cái siêu âm phổi mà dạng Paul Ripke trong chẩn đoán COVID-19. Thì trong cái báo cáo này người ta được được thực hiện ở Hà Lan, và ở những bệnh nhân mà đi vào cấp cứu thì người ta tìm hiểu khám 100 ca. Thì trong 100 ca này thì người ta xác nhận được cái độ nhạy để chẩn đoán COVID-19 ở cái nhóm bệnh nhân vào cấp cứu này với những triệu chứng hô hấp này là rất là cao, lên tới 98%, và với 89%, và với giá trị tiên đoán âm là 93%. Đặc biệt là với những bệnh nhân mà không có tiền sử bệnh tim trước đó thì cái độ nhạy và cái giá trị tiên đoán dương nó cao hơn nhiều. Chúng ta cho thấy là siêu âm phổi nó có khả năng trong tình huống là một bệnh nhân vào cấp cứu với những triệu chứng hô hấp, thì chúng ta làm siêu âm phổi chúng ta sẽ xem xét là bệnh nhân này có nguy cơ cao nhiễm COVID hay không, hay là bệnh nhân này có những vấn đề khác, và chúng ta dùng cái cách siêu âm làm cách nhanh chóng nhất để chúng ta phân biệt. Người ta so sánh giữa cái việc mà chúng ta thực hiện cái Paul Ripke làm siêu âm tại chỗ thì nó sẽ thuận tiện và nhanh chóng hơn nhiều so với chúng ta bệnh nhân đó phải chờ đợi, chẳng hạn như là phải chụp CT hoặc là xét nghiệm COVID thì cũng phải có khoảng thời gian chờ đợi. Cho nên là người ta thấy là siêu âm nó sẽ cơ động hơn trong cái tình huống mà chúng ta cần phân biệt ban đầu.
Và với cái báo cáo này người ta cũng phân biệt nhấn mạnh lại là cái tổn thương mà dạng gan hóa phổi này nè là cái tổn thương mà hướng về cái viêm phổi thùy do vi trùng, nó khác với lại cái tổn thương phổi đông đặc phổi do virus, nó khác hẳn giống như cái phân biệt mà chúng ta đã phân tích ở bên trên. Đây là tổn thương dưới màng phổi kèm theo tổn thương màng phổi. Thì trong cái báo cáo nghiên cứu đó thì người ta cho điểm rất là đơn giản như thế này, ví dụ như trong tổn thương màng phổi có màng phổi bình thường là 0 điểm, có tổn thương là 2 điểm. Rồi có bilai mà bilai trên trên 3 cái bilai ở một khoang nhân sườn á thì người ta tính là 1 điểm, hoặc giả là cái bilai hợp nhất dạng mà lai pim á chúng ta có 1 điểm. Riêng về cái đông đặc phổi thì cái dạng gan hóa phổi là không có điểm, nhưng mà đông đặc dưới màng phổi thì chúng ta có điểm 1 điểm. Tràn dịch màng phổi lượng ít là 1 điểm, tức là tràn dịch màng phổi lượng ít thì nó có thể liên quan COVID nhưng mà tràn dịch lượng nhiều thì lại không liên quan. Và với cách làm đơn giản như vậy thì người ta thấy rằng nếu mà có được 2 điểm trở lên thì khi mà khảo sát trong 12 vùng có 2 điểm trở lên là coi như có nghi ngờ bệnh nhân đó có liên quan tới viêm phổi virus do COVID. Ví dụ hai cái giải hình như thế này. Ví dụ như một bệnh nhân đầu tiên này chúng ta thấy là phổi trước, phải, trước, trái, phổi bên và phổi sau. Chúng ta đều thấy cái hình ảnh bilai như thế này, bilai. Đây lai bim đây. Chúng ta đều thấy có nghĩa là bệnh nhân này có hình ảnh tổn thương mô kẽ phổi lan tỏa ở hai bên và như vậy thì rất nhiều khả năng là có nhiễm COVID. Ngược lại chúng ta nhìn thấy một bệnh nhân có A-line ở vùng phổi trước phải, trước trái hoặc phổi bên hay sau đều có hình ảnh A-line cả, không có B-line, không có tổn thương màng phổi. Như vậy thì ca này có ít khả năng nhiễm COVID. Một trường hợp lâm sàng khám ở Medic, một bác sĩ khám tiếp nhận bệnh nhân này với triệu chứng là đau thượng vị 5 ngày, có nghĩa là bệnh nhân đi khám vì một cái vấn đề về tiêu hóa và các cái xét nghiệm vào thời điểm khám là âm tính. Nhưng mà khi khám siêu âm bụng tổng quát á, thì bác sĩ phát hiện cái dấu hiệu bilai ở phía sau vòng hoành này. Chúng ta thấy rằng cái hình ảnh mà tôi nói khi nãy, dấu hiệu soi gương đó. Bình thường chúng ta phải thấy soi gương cái gan ở chỗ này. Bây giờ chúng ta thấy không phải là hình cái gan nữa mà thay bằng hình ảnh khác. Đây là dấu hiệu bilai ở vùng đáy phổi và ở vùng bên đây. Chúng ta thấy các cái bilai. Có nghĩa là bệnh nhân này có hình ảnh tổn thương phổi mô kẽ. Trong tình huống dịch COVID như thế này thì chúng ta rất nghi ngờ có liên quan tới COVID mặc dù xét nghiệm là âm tính. Bệnh nhân sau đó được chụp X quang phổi và CT, chúng ta thấy là tổn thương phổi ở phía sau rất là nhiều. Chúng ta thấy tổn thương phổi ở phía sau và sau đó 3 ngày là có xét nghiệm dương tính. Như vậy thì đây là một cái đóng góp thêm của siêu âm để tránh bỏ sót những cái trường hợp mà bệnh nhân có bệnh COVID mà chúng ta chưa xét nghiệm chưa có dương tính. Và cũng điều đó cũng giúp chúng ta quản lý bệnh nhân, tránh lây nhiễm cho những người khác hoặc là những đồng nghiệp. Đó là về vấn đề khả năng của siêu âm phổi trong phát hiện tổn thương phổi liên quan tới COVID-19. Bây giờ chúng ta nói về cái phần tính điểm phổi, đây là phần trọng tâm của bài hôm nay. Và sau đó từ điểm phổi chúng ta sẽ đưa ra được cái tiên lượng. Thì nói về tính điểm phổi thì trước tiên thì chúng ta có một cái nghiên cứu tổng hợp từ 43 nghiên cứu ở trên thế giới. Người ta tổng hợp lại, người ta thấy thì hai cái hình ảnh mà giá trị nhất trong chẩn đoán cái tổn thương phổi do COVID đó là cái hình ảnh bilai mà dạng hợp nhất, tức là lai pim và cái tổn thương màng phổi. Và qua 43 cái nghiên cứu này người ta thấy rằng là siêu âm phổi là một cái kỹ thuật rất là tốt để đánh giá cái tiến triển của bệnh cũng như cái đáp ứng điều trị và cũng như là việc theo dõi cái diễn tiến của cái bệnh đó. Về cái việc mà tính điểm phổi thì người ta cũng có rất nhiều báo cáo khác nhau và người ta đưa ra những cái cách tính khác nhau. Trong bài này thì tôi lược qua rất nhanh về một số cái cách tính và để sau cùng thì chúng ta tổng hợp lại một cái cách nào đó để chúng ta thực hành được dễ dàng và thuận tiện nhất. Trước tiên thì tôi nói về một cái báo cáo của các tác giả người Ý ở giai đoạn mà dịch bệnh rất là nặng ở Ý, người ta đưa ra một cái đề xuất một cái chuẩn hóa về siêu âm phổi trong chẩn đoán COVID-19. Thì trong các tác giả này người ta đưa ra cái cách làm là người ta chia cái phổi mỗi bên ra thành 7 phần. Ở phần phổi trước thì có vùng trên, vùng dưới đây. Vùng phổi bên thì có trên và dưới. Và vùng phổi sau thì người ta chia thành 3 vùng, 1, 2, 3. Như vậy thì mỗi bên phổi có 7 phần và hai phổi như vậy thì sẽ có 14 phần. Và ở mỗi phần người ta sẽ định nghĩa cái cách tính điểm
Thí dụ như trường hợp màng phổi bình thường có dấu A-line thì người ta gọi là không có điểm. Còn B-line mà nhỏ và tổn thương màng phổi ít thì là một điểm. Còn B-line lớn hơn, tổn thương phổi rõ hơn, 2 điểm. Và khi mà tổn thương phổi nhiều, tổn thương đông đặc rõ ràng như thế này thì coi như là 3 điểm. Đó là một cách tính của các tác giả người Ý trong những giai đoạn đó. Tiếp theo thì tôi nói cái báo cáo thứ hai, đó là của Hiệp hội tạp chí hô hấp của châu Âu. Thì ở các tác giả này lại đưa ra một cái cách tính hơi khác một chút, tức là cái phổi người ta chia mỗi bên ra 6 vùng. Tức là hai bên phổi chúng ta sẽ có 12 vùng. Nhưng mà mỗi một cái vùng á thì người ta chia lại cái mức độ điểm là từ 0 cho tới 4. Cái báo cáo trước là từ 0 đến 3, họ lại đưa ra từ 0 đến 4. Với các cái định nghĩa cũng là từ mức độ nhẹ nhất cho tới mức độ nặng nhất là đông đặc phổi, đông đặc dưới màng phổi. Đó là cũng là một cách để người ta đưa ra như vậy. Như vậy thì tổng cộng 12 vùng này họ sẽ có 48 điểm. Và với cái cách làm như thế này thì họ đưa ra được một con số, đó là nếu như mà cái điểm phổi này theo cách tính đó mà trên 22 điểm thì người bệnh nhân nó có nguy cơ cao dẫn đến những cái kết như là tử vong hoặc là vào ICU. Cái báo cáo tổng kết trên 130 bệnh nhân. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói tới cái báo cáo thứ ba, và cái báo cáo này là tôi cho rằng là báo cáo này là quan trọng nhất, vì chúng ta sẽ dựa vào đây để chúng ta đưa ra cái cách thực hiện. Bởi vì cái cách làm của trên cái báo cáo này thì chúng ta dễ áp dụng và có vẻ như là được đồng thuận nhiều nhất. Thì báo cáo này của các tác giả Brazil, người ta nghiên cứu trên 180 bệnh nhân thì người ta thấy rằng là cái hình ảnh siêu âm phổi đó, nó gần nó tương đồng với lại CT, và cái điểm phổi mà người ta tính được đó nó tương quan rất là chặt với những cái kết quả sau đó, ví dụ như tỷ lệ tử vong, số ca đó có nguy cơ phải đặt nội khí quản hay là ca đó có nguy cơ vào ICU. Người ta xác nhận ngay từ lúc bệnh nhân mới vào cấp cứu. Và cái cách làm nó như thế này, dựa vào cái báo cáo đó chúng ta đưa ra cái quy trình khám phổi mà chúng ta có thể tìm hiểu thêm để ứng dụng ra thực tế. Cái quy trình đó là chúng ta chia cái phổi ra thành mỗi bên ra 6 vùng. Cái hình ảnh này gọi là Ruby Protocol của tác giả Ruby này. Tác giả Ruby đưa ra cái protocol này là từ trước khi có dịch COVID, và sau này thì người ta nhiều báo cáo người ta dùng cái theo cái kiểu này. Như vậy thì ở vùng phổi trước chúng ta chia ra vùng trên vùng dưới, phổi bên vùng trên vùng dưới, và phổi sau cũng là vùng trên vùng dưới. Và mỗi cái vùng đó chúng ta sẽ khám những cái gì? Ở mỗi vùng chúng ta sẽ khám đặt cái focus ở màng phổi để chúng ta xem cái màng phổi có liên tục hay không, hay là bị ấn loãng hay là bị đứt đoạn. Rồi chúng ta xem ở vùng đó nó có dấu hiệu A-line hay không, và sliding size có hay không. Nếu có hai dấu hiệu này có nghĩa là bình thường, là không điểm. Có B-line mà số lượng nhiều hơn 3, như vậy là bất thường. Và mức độ B-line là khu trú hay là hợp nhất hay là ra dạng phổi trắng luôn. Đó là mức độ nặng nhẹ của nó. Và cái thứ ba mà ta quan tâm là có tổn thương đông đặc ngoại vi phổi, tổn thương đông đặc dưới màng phổi hay không. Thì như vậy thì mỗi một vùng chúng ta khám chúng ta đều quan tâm ba cái dấu hiệu như thế này. Và nếu ở một cái vùng mà nó có nhiều dấu hiệu thì chúng ta sẽ lựa cái dấu hiệu nặng nhất để cho điểm. Ví dụ như cái vùng mà có tổn thương đông đặc phổi rồi là 3 điểm. Như vậy chúng ta sẽ chọn cái vùng đó là 3 điểm. Chứ chúng ta không có cộng điểm của tất cả các dấu hiệu lại mà chúng ta sử dụng cái điểm cao nhất của từng vùng. Thì với cách làm như vậy thì các tác giả họ cũng có định nghĩa không điểm là như thế nào, 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm. Ví dụ như chúng ta thấy có A-line, có dấu trượt màng phổi là không điểm. B-line nhưng mà dạng khu trú, nó không có hợp nhất với nhau, hơn 3 B-line là 1 điểm. Còn B-line mà nó nhiều hơn mà nó có hợp nhất thì nó 2 điểm, và khi mà có tổn thương đặc dưới màng phổi là 3 điểm. Với cái cách làm mô phỏng dễ dàng như thế này chúng ta có thể dễ dàng ứng dụng. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu thế này: mỗi một bên phổi có 6 vùng, hai bên là 12 vùng, tối đa là 3 điểm. Như vậy thì chúng ta có điểm số tối đa là 36 điểm. Tối đa là 36 điểm, và chúng ta sẽ tính tổng điểm dựa vào cái sơ đồ như thế này. Cái sơ đồ này rất hay. Khi mà chúng ta làm siêu âm từng vùng đó, chúng ta sẽ cho điểm luôn. Chúng ta cho điểm từng vùng mà chúng ta ghi nó vào sơ đồ này. Chứ không là chúng ta khi mà siêu âm xong có lẽ là chúng ta sẽ quên đi mất hết. Chúng ta không nhớ rõ được. Và khi chúng ta ghi vào sơ đồ như thế này nè, chúng ta có điểm từng vùng và tổng điểm,
Thì như vậy thì sau đó chúng ta sẽ theo dõi rất là dễ. Ví dụ như lần khám sau, 8 tiếng sau bệnh nhân trở nặng hay là diễn tiến thế nào đó, chúng ta siêu âm lại, chúng ta xác nhận điểm số của từng vùng này nó thay đổi như thế nào, chúng ta có thể theo dõi được. Cho nên cái sơ đồ này để rất là hay. Và với cái nghiên cứu của trong cái nghiên cứu này thì người ta đưa ra được những cái giá trị cut off rất là có giá trị. Thứ nhất, ví dụ như chúng ta thấy là nếu như mà tổng điểm phổi mà tính được á, là 26 điểm trong tổng số 36 thì bệnh nhân này nguy cơ tử vong rất là cao, độ đặc hiệu lên tới 90%. Trên 25 điểm thì nhiều khả năng là ca này phải đặt nội khí quản. Trên 25 điểm nhiều khả năng ca này phải vào ICU. Như vậy thì khi bệnh nhân vào cấp cứu, người ta cho đánh giá cái điểm này liền. Người ta thấy trên 25 điểm có nghĩa là bệnh nhân này nhiều khả năng phải sử dụng tới những cái phương pháp điều trị tích cực như là đặt nội khí quản hay ICU. Và từ đó người ta đưa ra được cái chiến lược, nó chuẩn bị phương tiện để phù hợp cho những cái bệnh nhân như thế này. Ngược lại, nếu như bệnh nhân có tổng điểm mà dưới 16 điểm thì cái khả năng sống sót rất là cao và độ đặc hiệu lên tới 90%. Cũng như là dưới 15 điểm thì hầu như không có cần đặt nội khí quản, dưới 13 điểm thì hầu như không cần phải ICU. Như vậy thì từ cái siêu âm phổi đến tổng điểm đó, người ta đánh giá được cái mức độ nghiêm trọng của tổn thương phổi. Người ta phân tầng nhóm nào là nguy cơ cao, nhóm nào là không có nguy cơ, dự đoán nhu cầu thở máy và dự đoán nguy cơ tử vong. Cái đó là cái giá trị người ta đưa ra được trong cái nghiên cứu này. Cũng như là cũng tương tự như vậy, chúng ta xếp loại bệnh nhân vào ba cái nhóm. Một cái nhóm là nếu dưới 17 điểm là nguy cơ rất là thấp, khả năng điều trị thành công rất là cao. Ngược lại, nếu như trên 25 điểm thì chúng ta thấy là nguy cơ tử vong rất là cao. Tiếp theo thì tôi trình bày một cái trường hợp lâm sàng và được một đồng nghiệp thực hiện ở trong bệnh viện dã chiến của chúng ta, để chúng ta qua đó chúng ta thấy cái hình ảnh thực tế như thế nào và chúng ta sẽ đánh điểm như thế nào. Đây là một bệnh nhân nữ 36 tuổi, không có bệnh nền, và bệnh nhân sau khi tiêm vaccine về thì phát hiện triệu chứng sốt và sau đó thì test nhanh dương tính và họ tự điều trị. Cho tới cách nhập viện 4 ngày thì bệnh nhân test nhanh âm tính rồi, nhưng mà bệnh nhân lại có triệu chứng sốt, khó thở và ho đàm, vướng máu. Lúc đó bệnh nhân mới vào bệnh viện thì lúc đó SpO2 rất là thấp. Thì trường hợp này được chẩn đoán là một cái viêm phổi nặng do SARS-CoV và vào thời điểm ngày thứ 12. Vào thời điểm này thì ở bệnh viện có cái máy siêu âm như thế này, và chúng ta dùng cái máy này để thực hiện thu thập những cái hình ảnh đây. Bây giờ trên hình ảnh này chúng ta sẽ cùng nhau cho điểm của từng vùng để chúng ta có một cái kinh nghiệm nhỏ qua cái ca này. Chẳng hạn như trong cái hình này, ở đây là vùng, thay vì chúng ta sẽ đặt tên đó là vùng phổi phải trước trên chẳng hạn. Như vậy thì chúng ta tóm gọn là chúng ta ghi là R1 đi cho nó dễ, tức là right, và bên phải tức là cái vùng một đầu tiên ở đây. Như vậy thì ở cái vùng này chúng ta thấy là hình ảnh A-line đường màng phổi đây, A-line vẫn còn, A-line vẫn còn. Như vậy thì cái chỗ này coi như là không có điểm, thì cho là không điểm. Cái vùng số 2 chúng ta thấy là có những cái B-line đây, những cái B-line nó xuất hiện nhưng mà nó không có thành cái B-line hợp nhất lớn, các cái B-line nó còn riêng lẻ với nhau, cho nên chúng ta cho điểm cái vùng này là một điểm. Cái vùng 3 4 này chúng ta thấy B-line thành một dải lớn, tức là line beam, hay là cái B-line mà nó có hợp nhất, nó thể hiện tổn thương ở chỗ này nó gồm có mô kẽ phổi và phế nang luôn, và vùng này chúng ta sẽ cho nó là 2 điểm. Tương tự ở vùng sau lưng chúng ta cũng thấy hình ảnh đó. Và trên hình này thì bác sĩ làm thực hiện được một cái quét trượt rất là hay từ trên xuống dưới luôn, để chúng ta thấy rằng các cái B-line này nó liên tục từ cái khoang gian sườn này qua khoang gian sườn khác, có nghĩa là tổn thương của mô kẽ và phế nang nó đã liên tục từ đỉnh phổi cho tới đáy phổi. Và như vậy thì qua cái phần phổi ở bên phải này, chúng ta tổng hợp được các cái điểm chúng ta ghi vào từng vùng như thế này. Không có chỗ nào có cái tổn thương đông đặc dưới màng phổi, cho nên chúng ta sẽ điểm cao nhất là có 2 điểm thôi. Và tổng số điểm ở phổi bên phải này chúng ta được 9 điểm. Tương tự chúng ta cũng làm cách tương tự, chúng ta xem ở phổi trái. Ở phổi trái này ngay từ cái vùng cao nhất đầu tiên chúng ta đã thấy có hình ảnh B-line ở chỗ này. Nhiều B-line. Và chúng ta cho là một điểm, tương tự cái vùng số 2. Vùng số 2 thì B-line nó to hơn, dạng line beam là cho 2 điểm. Tương tự vùng số 3. Và vùng 5 6.
chúng ta cũng thấy như vậy. Như vậy thì qua những cái hình ảnh đó, chúng ta tổng hợp được điểm như thế này, chúng ta thấy có cái tổng điểm của phổi trái là 11. Và với cái cách phân bố cái sơ đồ điểm như thế này, chúng ta có thể nhìn nhận được bệnh nhân này ở phổi trái này tổn thương nhiều hơn phổi phải. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy tổn thương phổi ở phía sau nhiều hơn phía trước. Đó là những cách mà những cái mà chúng ta có thể nhận định được. Và tổng điểm của bệnh nhân này là 20. 20 nó nằm ở cái mức giữa trong cái bảng mà tiên lượng mà chúng ta xem ở bên trên đó. Như vậy thì bệnh nhân này cũng là bệnh nhân có nguy cơ cao. Và những vấn đề diễn tiến này, vấn đề về lâm sàng thì sau đó bệnh nhân chuyển nặng và chuyển sang lọc máu và bệnh nhân này tiên lượng xấu và sau đó thì không qua khỏi. Đó là chúng ta nói về cái cách tính điểm siêu âm phổi và từ cái điểm số mà chúng ta tính được, chúng ta có đưa ra được cái tiên lượng cho bệnh nhân, có dự trù những cái việc tiếp theo của bệnh nhân để chúng ta có sự chuẩn bị. Phần thứ ba thì tôi bàn về theo dõi cái diễn tiến bệnh, theo dõi diễn tiến bệnh và cái đánh giá hậu COVID. Theo dõi diễn tiến bệnh thì chúng ta xem có một cái báo cáo nghiên cứu về về siêu âm phổi trong chẩn đoán cái viêm phổi COVID trong ICU đó. Thì người ta thấy rằng người ta có thể theo dõi diễn tiến của bệnh nhân dựa vào cái kích thước và cái dấu hiệu thông khí ở chỗ mà có đông đặc phổi, chúng ta có thể theo biết được bệnh tiến triển nặng hay là bệnh nó giảm đi. Qua báo cáo này họ mô tả 4 trường hợp, nhưng mà tôi đưa ra một trường hợp ở đây để chúng ta xem cái cách mà họ phân tích. Một bệnh nhân này 51 tuổi nhập viện vào ngày thứ hai của bệnh. Đến ngày thứ 9 thì họ mới làm siêu âm phổi thì họ thấy được cái mức độ phổi là 31 điểm trên 42. Ở đây lại xuất hiện thêm số 42. Khi mình thấy số 42 vậy này có nghĩa là người ta đã thực hiện theo cái protocol là 12 vị trí. 14 vị trí nhưng mà mỗi vị trí là 3 điểm. Như vậy thì tổng số là 42. Đó, như vậy thì 31 trên 42. Như vậy thì cái đây là một cũng là một cái dấu hiệu nặng. Thì sau đó sau 2 ngày thì lâm sàng bệnh nhân xấu đi, bệnh nhân được săn sóc vào ICU để có những cái chăm sóc tích cực hơn. Nhưng mà đến ngày thứ 16 thì họ siêu âm phổi lại thì họ thấy cái điểm nó giảm xuống còn 16 trên 42. Như vậy thì cái điều đó nó thể hiện là tổng điểm đã giảm, như vậy thì đáp ứng bệnh nhân nó sẽ tốt hơn. Và họ so sánh cái hình ảnh tổn thương đông đặc dưới màng phổi đó ở thời điểm đầu, thời điểm 9 ngày và thời điểm 16 ngày, họ thấy khác nhau như thế này. Chúng ta thấy là ban đầu là cái tổn thương đông đặc nó rộng và có những cái vùng này hoàn toàn giảm âm, không có hình ảnh khí phế quản, có nghĩa là mất thông khí hoàn toàn. Và khi mà cái giai đoạn khi mà đáp ứng với điều trị họ diễn tiến tốt thì cái vùng tổn thương đông đặc nó giảm đi, cái bề dày này nó giảm đi và chúng ta thấy được ở trong cái vùng đông đặc này có những cái điểm của khí phế quản, có nghĩa là nó có hiện tượng thông khí trở lại. Đó là những dấu hiệu mà người ta có thể đưa ra tiên lượng. Và trong cái bài báo cáo này họ nói rất là rõ. Chúng ta có thể nói một bệnh nhân diễn tiến nặng, chúng ta có nhiều cái cách trong lâm sàng và về việc theo dõi khí máu động mạch, triệu chứng lâm sàng rồi nhiều yếu tố khác nữa. Nhưng mà nói về chẩn đoán hình ảnh thì chúng ta thấy rằng siêu âm nó có nhiều cái lợi thế. Chẳng hạn như nếu trường hợp này mà chúng ta cần theo dõi cái diễn tiến mà chúng ta muốn dùng CT, chúng ta biết rằng một bệnh nhân nằm ở ICU rất nhiều cái dây nhợ quanh người và muốn chuyển đi CT là cả một vấn đề. Còn trong khi siêu âm là chúng ta có thể tiếp cận tại giường với cái cơ động rất là lớn và đó là một cái lợi thế rất lớn bên cạnh cái lợi thế về hình ảnh của nó rất là rõ ràng như thế này. Đây là một trường hợp lâm sàng hậu hậu COVID. Tức là sau khi một thời gian nhiễm COVID đã hết điều trị, đã điều trị xong, đã hết giai đoạn cách ly bệnh nhân về. Thì ở Medit chúng ta có những cái trường hợp mà mấy hôm nay thầy Hùng tập hợp được cũng khá nhiều. Thì chúng ta thấy rằng một trường hợp bệnh nhân 53 tuổi sau điều trị COVID khoảng 1 tháng và bây giờ chúng ta bệnh nhân không còn khó thở nhiều, chỉ khó thở nhẹ khi gắng sức thôi, nhưng mà khi siêu âm phổi chúng ta thấy vẫn còn tổn thương của màng phổi và cũng còn có những cái tổn thương đông đặc phổi. Và chúng ta đã sơ kết được khoảng 11 ca siêu âm phổi sau khi nhiễm COVID. Thì chúng ta thấy những cái thông tin như thế này. Trong 11 ca này chúng ta tập hợp được đa phần là những trường hợp mà có triệu chứng khó thở mức độ trung bình và có nhập viện điều trị và có trường hợp là hôn mê và thời gian trung bình là 1 tháng.
sau khi ra viện, bệnh nhân còn khó thở khi gắng sức. Khi lúc khám siêu âm á, thì SpO2 bình thường, nhịp thở nó cũng bình thường. Và trong tổng số 11 ca này, chúng ta thấy là điểm trung bình là 4 tới 13 điểm. Và cái xác nhận là sau một tháng rồi, hầu chúng ta thấy rất nhiều cái hình ảnh tổn thương phổi vẫn còn tồn tại, chẳng hạn như là dày màng phổi 10 trên 11 ca, dấu hiệu lai bim vẫn còn, dấu hiệu tổn thương đặt dưới màng phổi cũng vẫn còn 8 trên 11 ca. Như vậy thì qua 11 ca đó, chúng ta có thể kết luận là có sự tồn tại của tổn thương phổi mức độ nhẹ lúc khám. Tuy nhiên, tuy là bệnh nhân lúc đó là không còn khó thở. Liên quan tới vấn đề đó thì trong y văn người ta nói như thế nào về vấn đề mà theo dõi bệnh nhân hậu COVID? Thì chúng ta có một cái nghiên cứu này, họ so sánh cái giá trị của siêu âm phổi so với CT ở cái nhóm bệnh nhân hậu COVID. Thì nghiên cứu này người ta thực hiện trên 38 bệnh nhân và 190 phân thùy. Họ phân tích về thông khí về cái hình ảnh thông khí ở những cái vùng từng phân thùy, so sánh giữa siêu âm CT và các cái test xét nghiệm. Và họ đưa ra được một cái kết luận rất là hay, là cái đặc điểm của siêu âm phổi đó, nó có thể giúp mình nhận biết những cái tổn thương phổi mô kẽ liên quan với cái mức độ tiên quang lên tới độ chính xác lên tới 0,94 và 0,95, tức là cái độ chính xác rất là cao. Và người ta cũng nói rằng là cái chuyện mà theo dõi bệnh nhân bệnh tổn thương phổi hậu COVID đó, trước đây cũng chưa được mô tả rõ ràng. Và với cái nghiên cứu này thì họ kết luận được rằng là siêu âm phổi nên được thực hiện ở những bệnh nhân mà hậu COVID. Và cái chuyện mà chúng ta có cần chụp CT hay không là phải sau khi siêu âm phổi, chúng ta xem nó tổn thương như thế nào, chúng ta sẽ có gợi ý nên chụp CT hay không chụp CT. Cái đó là một cái quan niệm mà chúng ta được nghe trong cái bài báo cáo này. Còn lại thì thực sự ra chúng ta chưa có nhiều nghiên cứu, nhiều báo cáo về vấn đề này. Chúng ta chắc có lẽ phải chờ thời gian nữa để chúng ta cập nhật thêm về những vấn đề như thế này. Qua đó thì chúng ta kết luận là như thế này, siêu âm phổi nó giúp phát hiện cái tổn thương phổi trong cái viêm phổi mô kẽ do virus rất là rõ ràng và được chứng minh qua rất nhiều nghiên cứu. Nó góp phần tiên lượng, nó phân tầng nguy cơ và đưa ra cái hướng xử lý, cái sự chuẩn bị phù hợp cho từng bệnh nhân đó. Ngoài ra thì một số báo cáo chúng ta thấy là có thể giúp theo dõi diễn tiến bệnh, theo dõi cái đáp ứng với điều trị và đánh giá cái tổn thương phổi hậu COVID. Đặc biệt là trong cái thời đại hiện nay thì siêu âm nó phát triển rất là nhanh chóng với những cái thiết bị đầu dò nhỏ gọn, không dây, hoặc là chúng ta có thể làm siêu âm hội chẩn từ xa. Điều đó nó giúp cho cái việc thực hiện chẩn đoán được nhanh chóng, dễ dàng và nó giảm phơi nhiễm cho nhân viên y tế của chúng ta. Tiếp theo đây là cái phần tài liệu tham khảo. Đây là những cái tài liệu tham khảo được chọn lọc rất là kỹ lưỡng trong rất nhiều tài liệu ở trên Internet. Nếu chúng ta có quan tâm thì chúng ta sẽ tìm hiểu theo những cái tài liệu này để đọc cho rõ ràng hơn. Vì thời lượng của chương trình nó không có được nhiều cho nên chúng ta không có thời gian để phân tích cho rõ chi tiết từng cái nghiên cứu như thế này. Đó là tất cả những cái gì mà tôi muốn trình bày ngày hôm nay về siêu âm phổi, về đại cương và những cái vai trò của siêu âm phổi trong chẩn đoán bệnh lý COVID-19. Xin cảm ơn quý thầy và các anh chị đã chú ý lắng nghe.